một trường tiểu học vùng cao nghe nói ở xã Sùng Thài có trường nội chú chúng tôi lặn lội lên thăm hội đồng giáo viên đang học nên em sùng tờ dìn liền đội trường dẫn chúng tôi đi thăm trường trường có đủ phòng học cho năm lớp có bếp phòng ăn và nhà ở các thầy cô ăn ở cùng học sinh vừa đi dìn vừa kể cứ sáng thứ hai chúng em đến trường cùng với gạo ăn một tuần chiều thứ bảy lại về nhà ai nghèo thì ủy ban xã giúp gạo tôi hỏi hằng ngày các em làm việc gì buổi sáng chúng em học trên lớp buổi chiều làm bài ngoài giờ học chúng em hát múa chơi thể thao hoặc trồng rau nuôi gà để cải thiện bữa ăn đi học cả tuần xin có nhớ nhà không lúc đầu chúng em cũng nhớ nhưng ở trường rất vui về nhà ai cũng mong sớm đến sáng thứ hai để lại được gặp nhau